Ở trên những cái mạng xã hội đó thì có khá nhiều bạn hỏi thuận về cái danh sách mà các bạn đã nhìn thấy trên màn hình. Đây là một cái trang web được gọi là kevinrook.com. Thì đây là một cái danh sách mà cho thấy được là những ai đang lưu trữ Bitcoin. Thì những cái tên tuổi quen thuộc các bạn cũng đã biết là chúng ta nói tới Michael Strategy, chúng ta nói tới Celsius Nhưng mà có hai cái đơn vị mà nhiều bạn hỏi thường Thứ nhất đó chính là cái đơn vị liên quan đến chính phủ Trung Quốc lưu trữ số lượng lớn Bitcoin Là tổng cộng là 194.775 Bitcoin và kế đó là chính phủ Hoa Kỳ lưu trữ tổng cộng là 70.124 Bitcoin Thì tin tức này có đáng tin hay không, có thật hay không thì các bạn thấy được đây là một cái thông tin lấy từ một trong web khác Bên dưới này các bạn thấy là có cái tên là Airtable thì khi mà Thuận lên trên trang web của Airtable đó thì đã kiếm được cái danh sách chính thức Thì một điều mà Thuận muốn chia sẻ với các bạn đó là tin tức này đó là không phải là Dạ nhưng mà không phải là hoàn toàn chính xác Cái mà thường muốn chia sẻ với các bạn đây đó là những tin tức này là dựa theo những cái thông tin Những cái bài báo đăng trước đây Chúng ta lấy cái thông tin liên quan đến chính phủ Trung Quốc sở hữu 194.775 Bitcoin đi Thì nhiều bạn nói là Trung Quốc thì uh, miệng thì nói cấm nhưng mà tay thì cứ thu gom Bitcoin cho bản thân của mình Làm cho người dân lo sợ để mà bán để mà thu gom Thường nghĩ là điều này cũng có thể là có Nhưng mà thường chỉ muốn nói về con số 194.775 Bitcoin này thôi có thật hay không? Thì đây là một cái con số trích từ một cái bài viết, đây là bài viết của The Block vào tháng 11 năm 2020, thì các bạn thấy được là trong bài viết này đó, các bạn thấy được là đây là cái bài viết liên quan đến một cái sự kiện uh, lừa đảo đã xảy ra vào năm 2019, sự kiện lừa đảo rất là lớn đó chính là sự kiện lừa đảo liên quan tới plus token, thì uh, chính phủ Trung Quốc đã tịch thu được 4,2 tỷ đô la crypto tính theo giá của uh, Tháng 11 năm 2020, tính theo giá bây giờ là con số kinh khủng lắm Tại vì giá cao đã tăng là rất nhiều rồi Nhưng mà đây là cái số lượng được tịch thu bởi chính phủ Và trong đó, nếu mà tịch thu tổng cộng Các bạn sẽ tìm thấy con số là 194.775 BTC Đây là con số mà các bạn thấy được nói tới bởi Airtable Con số 194.775 BTC mà chính phủ Trung Quốc lưu trữ Đó chính là họ trích từ cái bài biết đến từ The Blog Cho nên đây là thông tin cũng cũ rồi Bây giờ chúng ta thực sự không biết được là họ có còn lưu trữ số lượng Bitcoin này hay là không hay đã là bán rồi hay là đã làm gì đó chúng ta thật sự không biết và con số tịch thu này đó chúng ta không biết được là bao nhiêu đã được xung vào công quỹ của chính phủ Trung Quốc tại vì các bạn thấy được là không chỉ riêng là Bitcoin mà lúc đó chính phủ Trung Quốc còn có thể tịch thu được tổng cộng là 194.775 BTC cộng vào đó nữa là 833.083 Ethereum 1,4 triệu đồng LTC đồng Litecoin 20 7,6 triệu đồng US 74.167 đồng Dash 478 triệu đồng XRP 6 tỷ đồng Doge Các bạn thấy được là 6 tỷ đồng Doge này bây giờ đáng giá bao nhiêu rồi Chúng ta thấy được là 79.584 đồng Bitcoin Cash và 213.724 đồng USDT đồng Tether thì tổng cộng tính theo cái giá của tháng 11 là 4,2 tỷ, tính theo giá bây giờ đã cao hơn rất là nhiều rồi. Nhưng mà đây không phải là cái con số à, tất cả, các bạn hiểu là con số mà được lừa đảo đó. Khi mà họ hoạt động trong vòng thời nhớ là 2 năm thì họ đã lừa đảo được tổng cộng là 314.000 đồng BTC, 117.000 đồng Bitcoin Cash, 96.000 đồng Dash, 11 tỷ đồng Doge, 1,84 triệu đồng LTC, 9 triệu đồng Ethereum, 51 triệu đồng US và 928 triệu đồng XRP. Thì có thể nhiều bạn hỏi thường là làm sao mà chính phủ Trung Quốc tịch thu được những đồng Bitcoin này Khi mà chúng ta nói tới Bitcoin là không ai có thể tịch thu đóng băng được Tại vì á, những người bị bắt á, thì họ có thể là tự giao nộp cái số tiền này để mà giảm cán tù Đó là lý do tại sao mà Trung Quốc có thể tịch thu được Nhưng mà như tôi đã chia sẻ với các bạn đây là thông tin hồi tháng 11 năm 2020 Và trong con số này đó bao nhiêu số tiền này sẽ phải được trả lại cho những cái nạn nhân Bao nhiêu cái số tiền được xung vào công quỹ của Trung Quốc chúng ta hoàn toàn không biết cho nên cái số lượng 194.775 Bitcoin này mà trang web Airtable nói là được lưu trữ bởi chính phủ Trung Quốc đó, đây là một cái sự chẩn đoán mà thôi là họ chẩn đoán là tất cả số tiền này chính phủ Trung Quốc vẫn còn đang lưu trữ và thứ nhì là họ được quyền lưu trữ mà không cần phải trả lại cho những nạn nhân. Đây là điều rất là quan trọng mà tôi muốn chia sẻ với các bạn. Có thể là con số mà chính phủ Trung Quốc lưu trữ là thấp hơn, thậm chí là có thể rất nhiều nếu như mà chính phủ Trung Quốc thực sự là đã, đã tích lũy Bitcoin từ nhiều năm. Cái đó là chúng ta nói tới cái số lượng được lưu trữ bởi chính phủ Hoa Kỳ đi 70.000 Bitcoin này có phải là thật sự chính phủ Hoa Kỳ đang lưu trữ hay là không Thì đây cũng là trích dẫn từ một cái bài viết Bài viết này đó là được viết vào năm 2020 tháng 11 Nói là chính phủ Hoa Kỳ đã có thể tịch thu được 1 tỷ đô la từ cái sự kiện Silk Road Silk Road là một cái trang web mà bán hàng cấm và rất nổi tiếng trước đây mà sử dụng Bitcoin đó Như bạn cũng đã biết là cái người chủ của Silk Road đã bị án tù chung thân rồi thì cái số lượng Bitcoin này là được tịch thu và đây là cái sự kiện đã xảy ra vào năm 2013 nhưng mà mãi cho đến năm 2020 chúng ta mới biết được là cái số lượng này bị tịch thu thì cái con số mà chúng ta nói tới mới đây đó là cái con số đến à, từ cái vụ sự kiện này của năm 2013 mà cuối cùng được thông báo vào tháng 11 là có bao nhiêu Bitcoin được tịch thu thì một lần nữa con số này đó là bao nhiêu được lưu trữ bởi chính phủ Hoa Kỳ bao nhiêu đó được xung vào công quỹ chúng ta cũng không biết và họ có còn giữ hay là họ đã bán đấu giá rồi chúng ta cũng không biết luôn tại vì trước đây đó chính phủ Hòa kỳ cũng đã từng à, tịch thu nhiều bitcoin sau những cái sự kiện lừa đảo đó thì sau đó chính phủ hoa kỳ cũng bán bitcoin đó thông qua đấu giá cho nên chúng ta mới thấy được những người như là team rapper mới trở thành tỷ phú tại vì đã dùng nhiều tiền để mà mua bitcoin khi mà bán đấu giá của chính phủ hoa kỳ nhưng mà chúng ta thì được là con số này có thể là chính phủ hoa kỳ lưu trữ thấp hơn hoặc là cũng có thể nhiều hơn cái mà tôi muốn chia sẻ với các bạn đó là con số mà chúng ta nhìn trên màn hình đó nếu như các bạn không thường là thường có tin là những chính phủ lưu trữ bịch không hay không thì thường hoàn toàn tin nhưng mà nếu như các bạn hỏi thường là những con số được có chính xác hay không thì nghĩ là không có chính xác tại vì đã dựa theo những cái bài viết mà được công khai trước đây và những cái bài viết này cũng đã lâu rồi đây là cái tình hình liên quan đến những con số này mà thường muốn chia sẻ với các bạn tại vì đây là một cái sự thắc mắc mà nhiều bạn hỏi thường từ hôm qua tới bây giờ kế tiếp đi thường muốn chia sẻ với các bạn đó là Trang của Thong Capital thì uh, admin của Thong Capital đã viết cái bài viết crypto tuần này ngày 26 tháng 9 cho đến ngày 2 tây tháng 10. Trước hết tóm tắt lại tuần vừa qua, cái bạn được tuần vừa qua là chúng ta thấy là có hai cái sự kiện lớn. Sự kiện liên quan đến Trung Quốc chúng ta đã nói rất nhiều rồi và sự kiện liên quan đến là công ty Twitter đã tích hợp để cho những người sử dụng Twitter có thể gửi Bitcoin thông qua mạng lưới Lightning Network của công ty Strike khi mà gửi trực tiếp thông qua mạng lưới của Twitter. Có hai điều mình thông muốn chia sẻ với bạn ở đây. Điều thứ nhất là các bạn thấy được là Twitter đã sử dụng cái đơn vị đó chính là Satoshi. Satoshi là cái đơn vị nhỏ nhất của Bitcoin để dùng làm đơn vị chính thức. Và một trong những điều mà được phỏng vấn đó khi mà Jack Moller, Jack Moller là, là CEO của công ty Strike, công ty mà đứng sau lưng uh, cho phép ứng dụng Twitter có thể gửi thông qua mạng lưới Lightning Network và cũng là công ty đứng sau lưng để uh, hỗ trợ quốc gia Salvador có thể là chấp nhận thanh toán một coin thông qua mạng lưới Lightning Network, mạng lưới tầng 2 mà cái phí cực kỳ thấp và cực kỳ nhanh có một cuộc phỏng vấn đối với là Jack Moller ở trên đài truyền hình thì Jack Moller đã chia sẻ đó là một những điều mà ít ai để ý đến đó chính là khi mà chúng ta thấy cái sự kiện này xảy ra thì nhiều người nói là ồ đây là một cái cách cũng là khá hay có thể là bo người khác hay là tiếp người khác sử dụng Bitcoin thông qua mạng lưới tầng hai nhưng mà cái mà nhiều người không nghĩ đến đó chính là bây giờ Bitcoin đó ngày lại càng trở thành một cái công cụ gửi tiền giống như là kết hợp với lại Twitter thì cái số lượng người dùng của Twitter có thể tiếp cận được Bitcoin đã tăng cao lên và người dùng của Twitter thì ở toàn quốc tế giống như các bạn đang ở Việt Nam đi thường vẫn có thể là gửi các bạn thông qua mọi nơi Twitter để mà tiếp các bạn thì cái số tiền này các bạn sẽ nhận được liền mà thường không cần phải thông qua ngân hàng thường cũng không cần phải thông qua những cái nơi chuyển tiền như là Western Union và điều đặc biệt hơn nữa là bất cứ các bạn ở đâu trên thế giới này thì giá Bitcoin cũng gần như là tương đương với nhau có nghĩa là đơn vị Bitcoin một Bitcoin vẫn là một Bitcoin. khi mà các bạn nhận được bịch khôi đó ở bất cứ quốc gia nào thì nó cũng giống nhau và các bạn có thể quy đổi ra cái số tiền pháp định tương đương với là cái giá hiện tại của cái số lượng bịch khôi đó đây là một điều mà chúng ta thấy là chưa từng xảy ra là trên thế giới có một cách di chuyển tiền mà có một cái đơn vị chính thống như là Satoshi hiện tại. Đây là cái thông tin liên quan tới mạng lưới Lightning Network và Twitter chúng ta cũng đã từng nói đến. mà thường muốn chia sẻ một cập nhật với các bạn. Và nhiều bạn thường là tại sao mà không thấy cái cách để mà gửi tiền tiếp hay là nhận tiền tiếp ở trên Twitter. Thì bây giờ đó, cái công nghệ này vẫn chưa có khắp mọi nơi. Có nghĩa là vẫn chưa có tất cả mọi người có thể sử dụng được. Bản thân thường bây giờ trên Twitter vẫn chưa có thể kích hoạt để mà có thể kết hợp với lại cái Bitstrike được cho đến khi nào mà công ty Twitter cho phép tất cả mọi người mà thôi hiện bây giờ tôi nghĩ là họ vẫn đang thử nghiệm và cho phép một số người có thể sử dụng nhưng mà sau này mọi người sẽ được sử dụng đây là cái thông tin liên quan đến Twitter thì một điều khác nữa cũng rất là thú vị được chia sẻ trong bài viết này đây là những cái tài liệu đến từ Classno thì đây là một cái tài liệu gọi là Hodl Wave có nghĩa là chúng ta thấy là có bao nhiêu phần trăm Bitcoin không có di chuyển, phần trăm Bitcoin mà không di chuyển càng nhiều thì đây là chứng minh chúng ta càng có nhiều hodler nhiều Diamond Hand thì trước hết á, cái số lượng Bitcoin mà hơn 3 tháng chưa có di chuyển thì đang trên cái sự tăng trưởng và cái sự tăng trưởng bây giờ đó là cái mức là 85% 85% này là tương đương với lại cái mức của năm 2015 là cái mức cực cao 85% của Bitcoin không di chuyển trong vòng 3 tháng qua tính theo tình hình on-chain. Có nghĩa là mặc dù 3 tháng qua giá cả dao động rất là mạnh, lên 65.000 xuống còn dưới 30.000, trở lên 53.000 xuống còn 40.000. Mặc dù tình hình như vậy, 85% của Bitcoin hơn 3 tháng qua vẫn không có bị di chuyển. Có nghĩa là chúng ta thấy được là cái số lượng người mà hodler đang tăng lên trong cái nhóm mà hơn 3 tháng này. Nhưng mà cái điều quan trọng hơn nữa là cái số lượng Bitcoin mà không di chuyển hơn 5 năm có nghĩa là cái số lượng Bitcoin này đó đã hơn một chu kỳ rồi nhưng mà vẫn không thấy di chuyển thì cái điều các bạn cần phải để ý là cái số lượng mà Bitcoin không di chuyển hơn 5 năm thì càng ngày càng tăng trưởng lên bây giờ là 22,76% là không di chuyển hơn 5 năm thì có nghĩa là càng ngày chúng ta lại càng có nhiều Hodler. Trong thị trường này nhiều Diamond Hand lưu trữ dài hạn và tin tưởng dài hạn cho nên mặc dù là họ đã trải qua một chu kỳ giá cả xuống mạnh rồi lại lên cực mạnh họ đã có lợi rất nhiều họ vẫn không có di chuyển bitcoin của mình và trong con số này đã cũng có một số là có thể là họ đã bị mất khóa cá nhân của mình rồi hay là họ đã qua đời và người thân không thể nào mà lấy bitcoin của họ được cho nên đây cũng là một trong những lý do nhưng mà dù sao đi nữa sự thật là cái số lượng này không được di chuyển hơn 5 năm thì như đường đã chia sẻ với các bạn trong bài viết này cũng đã nói là luận điểm về việc nắm giữ bitcoin rất đơn giản chúng ta đang chứng kiến cái sự trỗi dậy của một loại tài sản tiền tệ toàn cầu mới những thứ mà chưa ai trong chúng ta đã từng chứng kiến trước đó Quá trình kiếm tiền thông qua Bitcoin là một cơ hội chỉ xuất hiện một lần và từ góc độ lý thuyết trò chơi Lựa chọn duy nhất của bạn là phải tham gia mua và hoa đồ Bitcoin Đây là cái uh, luận điểm mà được chia sẻ bởi cái bài viết này ở trên trang Bóp Thuận Capital Tuần sau đó thì chúng ta có một số những cái sự kiện như là trước hết là ngày 27 đến ngày 28 thì tháng 9 này đó là cái sự kiện Club Fest 2021. Đây là một cái sự trải nghiệm trên mạng 3D virtual phong phú tập hợp hàng nghìn người dùng clubhouse từ nền kinh tế sáng tạo để tìm hiểu về cuộc cách mạng trong thương mại kỹ thuật số và âm thanh xã hội các bạn thấy được là kế tiếp là cái sự kiện thứ nhì đó chính là ngày 29 tây tháng 9 đó chính là sự kiện blockchain và Bitcoin Conference ở Moscow có nghĩa là ở nước Nga năm 2021 là hội nghị blockchain và Bitcoin lần thứ 10 ở Moscow. Sự kiện này sẽ quy tụ các chuyên gia trong ngành để cùng thảo luận về tình trạng hiện tại của thị trường tiền tệ kỹ thuật số cũng như các cơ hội kiếm tiền trong lĩnh vực này và cái sự kiện thứ ba xảy ra trong tuần này đó chính là ngày 29 tháng 9 đó chính là cái hội nghị có tên là NFT Festus. NFT được cái chủ đề nóng nhất trong cái uh, lĩnh vực blockchain ở thời điểm hiện tại, tìm hiểu về tác động của nghề NFT đó với các nghệ sĩ, nhạc sĩ và vận động viên, tìm hiểu xem nó nói về cái gì, nó ở đâu và có cái nhìn thoáng qua về mọi thứ đang diễn ra ở thời điểm này. Và đây là những cái uh, À, tin tức đến từ cái dự án như là ngày 26 tháng 9 thì uh, Haven sẽ diễn ra với lại cái dự án Math kế đó là Minter thì sẽ có cái uh, ví Alpha sẽ phát hành kế tiếp là ngày 29 tháng 9 thì uh, Perseal thì Perseal sẽ có cái uh, phiên bản Mainnet 3.0 và chúng ta thấy được là Pokerdex thì sẽ có cái Mainnet kích hoạt vào ngày 29 tháng 9 và 30 tháng 9 thì chúng ta có hai sự kiện PancakeSwap thì sẽ bắt đầu có cái nơi mà giao dịch NFT được kích hoạt và cũng ngày đó chúng ta thi được là Terra W sẽ có mainnet và ngày 1 tháng 10 thì sẽ có cái half fork của đồng Zcash